chất đo là đôi pleang hay bong pho là lời ní chạp đa miên pleang cọ khai mùi mê hay phần tai cọ khai mà đong đong riêng khăng đai hay tập pleang những người chạp đa đong mùi mùi phong đai chẳng ngày ní khi nhom khơi tham miên mòn sài mòn mê mùi sa là o khơi tập pleang còn là o còn sầm lại chất lo tập pleang bài ní bong hai đọc bong pho từng ở khnề chấm pu tập pleang bong pho ai thưa cả bọ sầm bọ bài ní nó pe đây dương bọ sầm bọ tập pleang rồi hai dương chất bài ní mà bong pho dương chất ấy o này chả chả này tập bèn á bông phôn hơi dưng dột tè chay chay tê hay cái này dưng tục à này cha cha nâng tư nó bây giờ dưng nhám bị thưa ở rừng ọt ngang chẳng á na chẳng nhom chặt ở bài này bên tòa bị chặt ở hai nhom pù chỉ pì nó bây giờ pù chỉ pì hai nhom chốt bài này bông phôn chốt mà chốt bài này má hơi dưng hành chơi tới vì chân một cà tịt tịt chẳng tới vì sa đó bông phôn miền sapa nó phìp sa sờ lo chẳng tư hay bây giờ nhám còn mưa tới cùi trăng nhám nó bây giờ chặt tập bèn rồi hai dương chạp đào đã chụp nông chăng bạn đi mọc dương từ rồng ngọt tập bèn nứng ao sạp sần bông ôn phù tập bèn miền triệt hàng chẳng hay dương mình ai đã tới slo tay mà đong ban tay dương thử tay rồng ngọt tập bèn nứng ao sạp tập bèn nứng sần tập dương chạp đào đã sạch xem xem châu chấm bua ca rồng ngọt tập bèn nick nhom ọt prà ai từng ọt bông ôn nhom prà tức sa tay mình một cột hai dương đã rồng ngọt chào bạn đang mọc rồi hốt đó tập bèn và dương sạp hay nick cứ chia tập bèn phải bông ôn chẳng hai dương ọt prà pe du tê dương prà pe hai chi mà pay nè tì ấy nó rụng pèng nó cứ thả xa pay nó pe đang rụng ngọt rụng pèng nhom chliệt pe một cặp mòn bò dương hai mòn bò dương thay nít sạt là o mình tên bùa dương tinh ban mòn sải hai mòn nó phong tiếng nó bong phôn pe để slo tới cứ tham miên ruột chiết chăng anh tên mà đong chấm pua ca cặp sạch mòn bong phôn ai cặp tam chỉ nong chỉ nô chặt mình bạch prap còn đằng đai thà bong phôn cặp bẹp na chỗ chặt bẹp na bong phôn cặp bẹp nâng từ hai nhóm ắt sờ prà đông tụi bề tê chỗ chặt prà đông riêng thùng thùng đai chẳng hái cặp riêng thùng thùng tại nó pe để dương cặp sạch mòn dương rủi hai dương tục mà lại sần nghĩa mà mơ tùng pèn bờ dương cứ tha tùng pèn nâng sạp tay mặt đòn dương chặt đam slo tay mặt đòn chấm pua ca ngao tùng pèn bọc nhóm ngay nick nhóm ắt prà cô sạc cây đùng đen sạc rủi sai vậy tê bong phôn nhóm khơi bong phôn mùi chấm nuối cọt ngào bẹp nâng cọt vô cô sạc cây thật đọt ấy chẳng tới cọt vô mặt đại chẳng tay khi nhom ọt châu chặt khăn bẹp nâng cứ khi nhom ọt slo bẹp nâng tê chẳng hay khi nhom prà tay tâm só chính chấm rồi dương đại châu móc hay prà hay bi hay nâng dị hư bên ta bị đại hay bi dị hư rồi hay dương tơ đại sạch mòn bởi dương châu bên ta mong dương một thay một cương tê miên đôi chía ẩm bẩn bị chênh tật trầy score thân out chấm pua sầm lo bọc nhom bọc phết sầm lo bẹp ngào bẹp ni chẳng nhom ọt sơ prà score sò tê dương prà score thân out lấy sa score thân out miền ru chiết ai riêng một chẳng hay thưa ấy tật sầm lo bò dương chạp chiết nia bàn lo bàn to bị dương đặt rừng xong bò dương rụi ra là hai nhom cột tục ơi sạch mòn bò dương phơi bàn lo nơ pê để dương đặt sạch mòn bò dương rụng ngọt cháo dương nghiện một thưa tật chỉ lụa bò dương hai chấm pua tật chỉ lụa ní dương tơ linh tơ mật tê ơi ngồi tịt sân dương cầm prà tâm mà tê sở hay vì buộc prà tâm mà tê sở vì tê chìa ruột chiệt mà bài tiền chẳng hãy bóng phá ôn chạm bách trời linh tâm mà tê nâng ở miền khăn chân ngôi hay chân bạp nì nâng bê đầy dương chính trăm và học bà dương rụi hai dương đạn mà tê tâm để dân linh rồi nâng dân đã châu mà hai dân chính trăm châu khỉa ở mòn dân chính trăm tâm mà tê chỉ mùi và học bà dân mọt lò hai khi nhau mình tham chỉ mùi nâng chi vến hai nâng chi cả hôm rực bọn phá ôn khá hào thật chi nâng vốn dân trăm châu khỉa ở mọt chỉ mùi khỉa bạp nâng mốc nâng bê đề mọt rồi hai dân đã chàn hai dân chập đam lê cường bà dân dân trâu mình tham chỉ mùi nâng bị chênh mình tích score thân out rồi hai nâng tham tực rồi chma bọn ta bây giờ đã tự cực mà rụi mốc dân cô cho bỏ chỗ này ở sọp là o mốc cường xong bà dân nâng bà học bà dân sọp này là o hái dân mình tham cho mùi nâng tự khả đại mình tích tiện đâm bây ai tự chỉ lụ bà dân riêng rêu chân này bình tĩnh nó bây giờ dân mình tham tự khả đại rụi hái dân gặp lụ mơ rụ chết chung bố rụ chết bọn con ai dục rụ chết chú hay em tích tích hay nâng bài tích tích bì bà học bà dân chí tơ bài bọn con có ai mình tham ẩm bà bình tích đâm bây ai riêng đặt bình tích á bọn con
ឥឡូវនេះទឹកជ្រលក់របស់យើងរួចហើយយើងងាកទៅមើលសម្លរបស់យើងហើយសម្លរបស់យើងឃើញថាសាច់មាន់ផុយល្អហើយហើយក្លិនក៏ឈ្ងុយល្អបន្ទាប់មករសជាតិក៏ល្មមដែលខ្ញុំចង់បាននៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងល្មមហើយខ្ញុំបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងជីរណាយើងហាន់មិនឲ្យល្អិតពេកទេបងប្អូនយើងហាន់បែបនេះមកហើយយើងយកមករោយពីលើគឺជាការស្រេចចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកប្រហុករបស់យើងបែបនេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏អាចធ្វើទឹកជ្រលក់ខុសពីនាងខ្ញុំដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយមញ៉ាំបែបនេះវាធ្វើឲ្យបង្កើនរសជាតិនៅក្នុងសម្លហើយចំពោះទឹកប្រហុកមួយមុខនេះបងប្អូនមិនបាច់ចាំមានសម្លក៏យើងញ៉ាំជាមួយបាយតែមួយមុខក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់តន់ដែរសាកល្បងឬក៏អត់តន់ដែរបានធ្វើញ៉ាំក៏អាចមើលមុខម្ហូបមួយមុខនេះហើយសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនជឿជាក់ថាច្បាស់ជាពេញចិត្តជាមិនខានមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានប្រភពមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ជាមុខម្ហូបប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និង share ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីទទួលបានមុខម្ហូបថ្មីៗបន្ថែមទៀត